được mệnh danh là vàng trắng của huyện đảo Lý Sơn. Người dân Lý Sơn bao cơm ấm áo cũng nhờ cái củ tỏi này nè. Mặc dù điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi, nhưng người dân nơi đây vẫn có những bí quyết độc đáo để tạo nên những củ tỏi đặc biệt thơm ngon. Một vùng đất đá sỏi cằn cỗi được bao bọc bởi biển cả mặn mòi, quanh năm nắng nóng và nhiều gió bão. Đảo Tiền Tiêu Lý Sơn không phải là miền đất hứa của các loại cây trồng. Thế nhưng, nơi đây lại được biết đến là một trong những vùng trồng tỏi lớn nhất cả nước. Để giải đáp những điều khó hiểu về nghề trồng tỏi của huyện đảo, chúng tôi được chú Hưng, người trồng tỏi lâu năm ở Lý Sơn cho theo ra đồng thu hoạch. Chú có tưởng mình đi thu hoạch tỏi mà sao lại phải làm gì nữa chú? Ở đây là cái bờ là bà con trồng ấy. Còn những người nào mà ví dụ không phải là che lưới đây, bởi vì ở đây là gió nhiều quá. Khi mà gió nhiều, nếu mà không có cái bờ thì tỏi là nó sẽ ngã hay là nó sẽ bị tuốt, năng suất nó được ít hơn. Khi mà tỏi mà tuốt ấy là giá nó vẫn thấp hơn. Bây giờ cái thời gian rảnh á là mình cắm thêm để cho nó kín. À, có nghĩa là mình đang đi trồng những cái cây này xung quanh để che gió cho tỏi, đúng không ạ? Đúng rồi. Chú ơi, cây này không cần rễ mà vẫn mọc được à? Mọc nhé, bởi vì cây này nó dễ sống. Mình chỉ tưới nước hành, tưới nước tỏi ở đây là cuối cùng là nó có nước là nó sống thôi. Chú Hưng nói, mọi người thường trồng rào cây vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn. Không chỉ vì lúc này tiết trời đã dịu mát hơn, cây dễ sống, mà còn bởi việc thu hoạch tỏi người dân nơi đây chỉ làm lúc nắng ráo, khi sương đã tan, để tỏi thu về không bị mốc hỏng, dễ phơi. Bây giờ là coi như các cháu đi với chú đi thu hoạch tỏi. Dạ vâng ạ. Bây giờ coi như các cháu lựa những cái cây nào mà cái chỗ nó mềm á. Dạ. Vì nó nằm mà nó mềm á là mình nhổ. Dạ. Tại sao lại phải nhổ những cái cây mà có thân mềm thế này ạ? Những tỏi cây đã già rồi. Sau khi về mình cắt ra là phơi là nó đỡ hơn, mau khô. Ví dụ như là nhổ mà cây trục nó mềm thì 100 kg là hơn 25 kg, còn cây mà trục cứng ấy là 100 kg hơn tới 30-35 kg. Cái hội là nó nảy mầm lên thì coi như cứ rờ với cái trục nè. À, con biết rồi, những cái cây nào mà nó nghiêng mà nó ngả xuống ấy thì là thân nó mềm, đúng không? Đúng rồi. Khác với những vùng trồng tỏi ở đất liền, tỏi Lý Sơn được phủ một lớp cát dày che kín củ nên không thể phân biệt tỏi già non bằng mắt. Họ dùng tay sờ trực tiếp nên những củ tỏi được chọn lọc luôn có độ già ngon. Số còn lại sẽ được tiếp tục chăm sóc để thu những đợt sau. Cô ơi, hình như là con đã bị say nắng rồi hay sao ấy? Con đã từ mấy giờ mà sao cô rạng rỡ thế ạ? Nó kêu áo xòa lao nghe mùi táo thì khó chịu ấy chứ, lỏ miết nó quen rồi. Dạ. Nhậu cho hết là mọc giờ đi rồi. Cái hầu mì hôi giờ đi cũng có. 12 giờ đi tầm nắng nhất như thế mà mình ra ngoài đồng mà cô? Lẽ là cũng phải đi chứ, làm cho nó sang việc chứ, bạc đang thui đó. Dạ. Dưới cánh đồng tỏi rộng lớn và đi sâu vào trong thôn làng, chúng tôi cũng đã hiểu không phải tự nhiên mà người ta gọi Lý Sơn là vương quốc tỏi. Các bạn biết không, ở Lý Sơn tỏi có thể thấy ở khắp mọi nơi, từ cánh đồng cho đến những khoảnh vườn nhỏ ở trong mỗi gia đình. Chị ơi, tỏi non như này mình đã thu hoạch rồi hả chị? Wow, ngày đồng thì người ta trồng để già người ta thu củ, còn ở trong vườn thì mình trồng non như vậy là để mình ăn như rau. Wow, rau tỏi á. Wow. Thời tiết ở Lý Sơn thì nắng nóng, các rau khác thì trồng thì thấy nó ít lên hơn. Chỉ có trồng cái rau tỏi này thì nó lên tốt thôi, nên mọi người tận dụng vườn nhà để trồng tỏi ăn thay rau. Đây là lần đầu tiên mà anh ăn món tỏi xào này. Bình thường em không ăn được tỏi cơ chị ạ. Mỗi lần mà ăn tỏi là sẽ nhắm hết cả mặt lại. Nhưng mà món này thì không hăng một chút nào. Chỉ ra tháng này là dưới có mùa của nó, là em về hai em về trúng mùa thôi. Chứ như mấy tháng kia thì hai em về không được ăn đâu. Ăn cứ ăn nhiều vô.